Nếu các bạn có tình trạng như khô mắt hoặc những cái tình trạng nếp nhăn như thế này thì đối với kem mắt các bạn nên chọn những thành phần có thành phần như là HA này hoặc thành phần vitamin A hoặc là retinol, thì những thành phần này giúp cấp ẩm cho mắt cũng như là giúp tăng sinh collagen và elastin, từ đó sẽ giúp cho da vùng mắt giảm nhăn cũng như là săn chắc hơn. Còn nếu bạn bị những tình trạng thắc mắc như thế này thì các bạn nên chọn kem mắt có những thành phần như là vitamin C nè, lutein nè, folic acid hoặc là vitamin B3, thì những thành phần này giúp hạn chế tình trạng tăng sắc tố do melanin cũng như là giúp đào thải tế bào melanin, từ đó giúp mình có một đôi mắt sáng và đẹp hơn. Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trên kênh Dr. Nhung, kênh của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, bác sĩ chuyên khoa 1 về da liễu thẩm mỹ. Trong những chủ đề trước thì bác Nhung đã hướng dẫn mọi người 5 bước để giúp mọi người chăm sóc da vùng mắt hiệu quả và giúp mình có một đôi mắt trẻ đẹp hơn. Tuy nhiên, có rất là nhiều bạn yêu cầu bác Nhung làm cách bôi kem mắt làm sao cho được hiệu quả tối ưu. Và chủ đề ngày hôm nay, bác Nhung sẽ dành nguyên một buổi để chia sẻ với mọi người cách bôi kem mắt làm sao cho an toàn và hiệu quả, cũng như giúp mọi người đạt được hiệu quả tối ưu từ việc bôi kem mắt ha. Mắt là một cửa sổ tâm hồn đúng không các bạn? Là nơi biểu hiện cảm xúc nè, tình cảm nè, tâm tư nè, niềm vui hay là nỗi buồn đúng không? Bởi vì thế, một đôi mắt sáng, một đôi mắt đẹp, một đôi mắt có làn da quanh mắt săn chắc và không có những nếp nhăn, không có thâm, không có bọng là niềm mơ ước của rất là nhiều chị em phụ nữ. Không riêng gì phụ nữ mà ngay cả cánh mày râu cũng rất là thích có một đôi mắt trẻ hóa đúng không nào? Vì thế, hôm nay bác Nhung sẽ hướng dẫn mọi người cách bôi kem mắt làm sao cho hiệu quả cũng như là phát huy tối ưu tác dụng của kem mắt. Trước tiên, để bôi kem mắt hiệu quả thì các bạn phải chọn được cho mình một chai kem mắt phù hợp với những cái dấu hiệu lão hóa của bản thân. Thường mắt sẽ có những dấu hiệu như là nhăn nè, thâm nè, bọng, đó là ba dấu hiệu hay gặp của tình trạng lão hóa mắt. Khi bạn nắm được mình đang trong tình trạng nào thì mình sẽ lựa chọn cho mình được một chai kem mắt giúp cải thiện những vấn đề mình đang bị cũng như là giúp cho đôi mắt của mình sáng và đẹp hơn. Nếu các bạn có tình trạng như khô mắt hoặc những cái tình trạng nếp nhăn như thế này thì đối với kem mắt các bạn nên chọn những thành phần có thành phần như là HA này hoặc thành phần vitamin A hoặc là retinol, thì những thành phần này giúp cấp ẩm cho mắt cũng như là giúp tăng sinh collagen và elastin, từ đó sẽ giúp cho da vùng mắt giảm nhăn cũng như là săn chắc hơn. Còn nếu bạn bị những tình trạng thắc mắc như thế này thì các bạn nên chọn kem mắt có những thành phần như là vitamin C nè, lutein nè, folic acid hoặc là vitamin B3, thì những thành phần này giúp hạn chế tình trạng tăng sắc tố do melanin cũng như là giúp đào thải tế bào melanin, từ đó giúp mình có một đôi mắt sáng và đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu các bạn có những cái tình trạng như là bọng mắt như thế này thì các bạn phải tập những động tác massage mắt kết hợp với những kem mắt có thành phần như là caffeine hoặc là những thành phần trà xanh hoặc là những peptide, thì những thành phần này giúp giảm bọ mắt rất là hiệu quả cho cái tình trạng bọ mắt. Và trên đây bác Nhung có để những cái loại kem mắt rất là hiệu quả cho tình trạng vừa nhăn nè, vừa thâm và vừa bọng, các bạn có thể tham khảo ha. Sau khi đã chọn cho mình được một chai kem phù hợp đối với vấn đề lão hóa của tình trạng mắt của mình thì các bạn sẽ đến cái bước này là bước bôi kem làm sao cho tăng hiệu quả cũng như là giúp cho mắt mình nhanh đẹp hơn. Thì bước đầu tiên trong quá trình bôi kem là mọi người hãy lấy kem bằng một hạt đậu ha, vô cái ngón áp út, lực của ngón này sẽ không quá mạnh, từ đó sẽ không làm tổn thương cái vùng da mỏng manh của con mắt. Sau đó các bạn hãy chấm xung quanh mí trên và mí dưới từ ngoài vào trong. Sau đó mọi người sẽ dùng cái động tác này, động tác vỗ ha, vỗ nhẹ nhàng thôi, tránh động tác ma sát hoặc là chà sát quá mức gây co giãn vùng da quanh mắt cũng như là gây tổn thương, gây chảy xước vùng da quanh mắt, dẫn đến tình trạng là mắt bị kích thích hoặc là tình trạng khô nhanh nhiều hơn. Sau khi vỗ và massage vùng da quanh mắt thì các bạn chờ 1 cho đến 2 phút cho cái mắt thẩm thấu vô da. Sau đó mình có thể bôi những loại kem dưỡng da hoặc là những loại serum khác mọi người ha. Nếu các bạn nào có điều kiện thì ngoài động tác massage mắt bằng tay thì các bạn có thể tham khảo những cái dụng cụ như là cây lăn ha. Những cây lăn này giúp tăng lưu thông máu vùng mắt nè, cũng như là giúp việc cái thấm cái kem mắt nó sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn, và từ đó giúp bạn tối ưu được việc dùng kem dưỡng mắt. Sau hai bước đầu là chọn cho mình một loại kem mắt phù hợp cũng như là có những cái động tác bôi kem mắt phù hợp, thì đây là một bước các bạn cần phải lưu ý, đó là các bạn nên tẩy trang mắt vào cuối ngày ha, và sử dụng những cái dung dịch tẩy trang cho da nhạy cảm. Bên cạnh đó mình cũng nên tập những cái động tác massage mắt giống như hồi nãy bác Nhung có hướng dẫn mọi người để cho tăng lưu thông máu huyết của mắt cũng như
như là giảm tình trạng bỏng mắt. Bên cạnh đó thì cũng đừng quên sử dụng kem chống nắng cho vùng mắt, cũng như là có một chế độ sinh hoạt điều độ và có một chế độ ăn hợp lý, từ đó sẽ giúp mình không những có đôi mắt đẹp hơn mà còn giúp mình có một làn da đẹp hơn và một dáng người đẹp hơn ha. Wow. Nghe tới đây thì mọi người đã biết cách bôi kem mắt cho chính bản thân mình rồi đúng không? Hy vọng những thông tin của bác Nhung sẽ giúp ích được cho các bạn, giúp bạn mau có một đôi mắt đẹp, cũng như là biết cách chăm sóc da của mắt và cách bôi kem mắt sao cho hiệu quả này, an toàn cũng như là tăng hiệu quả tối ưu của việc dùng kem mắt. Nếu các bạn có những thắc mắc nè, có những câu hỏi xoay quanh vấn đề chăm sóc da, điều trị da, những tình trạng như là mụn, nám hoặc lão hóa thì các bạn có thể comment xuống phía dưới, thì bác Nhung sẽ cố gắng trả lời một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.